chào tất cả các bạn đang đón xem kênh của Mr. Zero. Mình là Yến Chi. 50 khoảnh khắc khó tin trong bóng đá. Bóng đá đỉnh cao luôn chứa nhiều tình huống, khoảnh khắc kỳ lạ đến khó tin. Những pha bóng tiểu xảo của các cầu thủ hoặc những pha bóng xử lý lỗi hài hước. Nếu không ghi được hình lại, bạn không thể tin là những tình huống như thế này có thể xảy ra ở sân cỏ. Hãy cùng Mr. Zero điểm lại 50 khoảnh khắc khó tin trong bóng đá. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho kênh của Mr. Zero. Tạm biệt. Bóng đá đôi khi giống như một bộ phim, có những khoảnh khắc cảm động, những tình huống hài hước và những giây phút khiến người ta vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Điều khác biệt là ở chỗ, nếu phim ảnh rồi sẽ đi đến hồi kết, còn bóng đá thì lại không. Bởi vậy, người hâm mộ được thỏa thích đắm chìm trong những cảm xúc mà môn thể thao vua mang lại. Đôi khi bạn sẽ chẳng thể tin được là mình đang xem một bộ phim hay một trận đấu nữa, và đó chính là những khoảnh khắc khó tin trong thế giới bóng đá. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. Vấn nạn phân biệt sắc tộc, màu da vẫn chưa được giải quyết triệt để ở môi trường bóng đá châu Âu. Nhận thấy điều này, bộ đôi Jorginho Wijnaldum và Frenkie de Jong đã cùng nhau gửi đến khán giả một thông điệp tuyệt vời với hy vọng có thể thay đổi cách suy nghĩ của một bộ phận cổ động viên. Sau khi hoàn tất cú hat-trick vào lưới Estonia ở vòng loại Euro 2020, Wijnaldum và Frenkie de Jong đã chạy ra đường biên, chia cánh tay ra cho khán giả thấy thông điệp hai người muốn gửi đến là dù chúng tôi có khác màu da, nhưng cả hai đều đang cống hiến cho cùng một đội tuyển, cùng một màu áo. Những ai là fan của Star Wars mà còn yêu thích bóng đá chắc chắn sẽ vô cùng phấn khích khi nhìn thấy khoảnh khắc này. Không bất ngờ khi bỗng dưng một ngày thấy cả binh đoàn Stormtrooper hộ tống chiếc cúp danh giá ra tận sân vận động như thế này. Nếu có thì chỉ những người tưởng tượng giỏi nhất mới nghĩ ra, và trong một giải đấu tầm cỡ vũ trụ thì mới hợp lý. Không biết trong tương lai điều đó có trở thành hiện thực hay không, chứ hiện tại thì màn đầu tư này đã khiến cho chung kết Copa Libertadores 2019 trở nên ấn tượng và độc đáo hơn rất nhiều. Moiskin mới đây đã bị biến thành trò cười tại sân Old Trafford. Phút 70, huấn luyện viên Duncan Ferguson đã quyết định rút Bernat và đưa vào sân Moiskin. Ông hy vọng rằng tốc độ và khả năng càng lướt của cựu sao Juventus sẽ làm khó hàng thủ của MU. Tuy nhiên, khi tiền đạo này còn chưa được thể hiện được nhiều thì anh đã bị rút ra ở phút 88. Omanias là người được tung vào sân, mặc dù không dính chấn thương nhưng vẫn bị rút ra khiến Moiskin cảm thấy thất vọng. Anh cúi mặt rời sân và thậm chí không bắt tay Duncan Ferguson. Ở cuộc tiếp đón Real Sociedad tại vòng 14 La Liga, Bale góp mặt trên băng ghế dự bị. Ngay từ khi ra khởi động, tiền đạo này đã trở thành tâm điểm của những tiếng la ó từ phía khán đài. Tiếng la ó xuất hiện ngay lúc Bale vào sân thay thế Rodrigo và vang lên với tần suất lớn hơn mỗi lần anh chạm bóng. Trên khán đài, biểu ngữ mang ý nghĩa chế giễu Bale chỉ là sự lựa chọn cuối cùng cho vị trí chính thức sau những đàn em như Rodrigo, Vinicius Junior hay Lucas Vazquez cũng được cổ động viên giơ lên và lọt vào ống kính máy quay. Chắc nhiều người sẽ thắc mắc không rõ tại sao Bale lại bị cổ động viên đội nhà ghét bỏ đến vậy. Cái gì cũng có nguyên do của nó.
vốn đã không muốn Bale ở lại, các cổ động viên Real Madrid càng có lý do để tức giận hơn khi Bale đã có hành vi được cho là khiêu khích. Theo đó, Bale đã cùng đội tuyển xứ Wales giành vé dự vòng chung kết Euro 2020. Ngôi sao này đã ăn mừng bằng cách cùng các đồng đội cầm lá cờ với biểu ngữ Wales Golf Madrid in that order, ám chỉ Real Madrid chỉ là ưu tiên thứ ba của ngôi sao này. Hành động này không chỉ vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ truyền thông Tây Ban Nha, mà còn cả các cổ động viên của chính Real. Phút 82 của trận đấu, Alexander Arnold để bóng chạm tay trong vùng cấm sau cú đá của Raheem Sterling. Tình huống diễn ra ngay trước mắt Michel Oliver, nhưng trọng tài chính lại xua tay và cho trận đấu tiếp tục diễn ra. Ngoài đường biên, Pep Guardiola không còn giữ được bình tĩnh. Ông tiến về chỗ các trợ lý trọng tài, làm động tác như muốn nói rằng hậu vệ đội chủ nhà đã để bóng chạm tay rõ ràng. Miệng cựu thuyền trưởng Barca liên tục hét lần thứ hai. Đây là lần thứ hai trong trận đấu Alexander Arnold để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Pep Guardiola chạy đến khu vực giữa sân, nhà cầm quân người Tây Ban Nha bắt tay tổ trọng tài và liên tục nói câu cảm ơn rất nhiều. Có lẽ vì thông cảm với Guardiola nên Dean thậm chí chẳng có phản ứng nào mà vẫn bình thản đón nhận sự giận dữ. Cristiano Ronaldo thường bị cộng đồng mỉa mai vì thói hay ăn vạ. Tuy nhiên trong ngày hôm qua, một cầu thủ dám múa rìu qua mắt thợ với Ronaldo. Dù chỉ bị ngôi sao phía Juve hút nhẹ, nhưng Isco vẫn ngã xuống la lớn như thể bị đánh một đòn mạnh. Pha ăn vạ của Isco khiến Ronaldo cũng phải giật mình quay lại nhìn. Sau đó tiền đạo người Bồ Đào Nha đã tặng đối thủ một nụ cười đầy tính mỉa mai khi thấy đối phương ăn vạ lộ liễu nhằm câu giờ. Trọng tài đương nhiên không thể rút thẻ với Ronaldo chỉ vì tình huống va chạm như vậy. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Bạn đã từng thấy cầu thủ nào dù đánh bại đối thủ vào được vòng trong nhưng vẫn buồn đến rớt nước mắt hay chưa? Nghe thì có vẻ lạ lùng nhưng điều đó lại là sự thật. Khi trận Barcelona thắng Inter Milan kết thúc, trong khi các đồng đội câu lạc bộ xứ Catalan hồ hởi ăn mừng, thì De Jong đã bùng bản ngóng tin trận Ajax Valencia. Tuyển thủ Hà Lan vô cùng thất vọng, buồn như rớt nước mắt khi hay tin đội bóng cũ để thua 0-1, qua đó bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trong cuộc đời cầm quân của mình, ông Alex cũng đã đón nhận nhiều thất bại, nhưng chưa bao giờ ông lại buồn như thế này khi chứng kiến một MU nhạt nhòa, mất bản sắc và yếu đuối như thế trước đối thủ cùng thành phố. It's the first time of today.
Trong tình huống này, Hudson-Odoi quyết định thực hiện một pha đột phá bên cánh nhưng bị Williams cùng Marcos Rojo kết hợp vây ráp. Nhưng dường như Williams đã quên mất đây là sân cỏ chứ không phải sàn đấu vật nên mới quyết định ôm cả người đối thủ ném văng ra khỏi sân. Đang lỡ đà, số 20 The Blues ngã lên bảng quảng cáo, va phải một nhân viên bảo vệ nằm sóng xoài. Các cổ động viên The Blues bực tức la ó, nhưng trọng tài không ra bất kỳ án phạt nào với hậu vệ United. Năm nay 34 tuổi, Ronaldo sở hữu thể chất tuyệt vời đến mức khó tin. Bằng chứng là pha bật cao chạm tới mốc 2m56 và ghi bàn vào lưới câu lạc bộ Sampdoria ngày 19 tháng 12 năm 2019. Để dễ hình dung, Ronaldo thực sự đã bật cao hơn cả khung thành đối phương, điều mà người bình thường, các cầu thủ và ngay cả những vận động viên bóng rổ cũng khó thực hiện. Ronaldo thực tế chỉ cần một chân để bật lên độ cao 2m56, nhưng cũng vì thế mà pha tiếp đất sau đó trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cầu thủ có thể gãy đôi chân nếu rơi vào tư thế như vậy, còn Ronaldo thì không. Các bạn vừa cùng chúng tôi xem lại hơn 50 khoảnh khắc khó tin trong thế giới bóng đá. Nếu clip này còn sót một tình huống nào đó, hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới video. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.